xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bé Út Chibi nha. Và video ngày hôm nay xin mời các bạn cùng với chị kiểm tra đơn hàng của các bạn đã đặt ngay. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bé Út Chibi. Hôm nay anh sẽ giới thiệu kiểm tra đơn hàng của các bạn đặt ngày 11 tây tháng 10. Từ ngày hôm nay, từ bắt đầu cái video này, video mà kiểm hàng của các bạn mua thì shop sẽ up bên kênh Bé Út Chibi nha các bạn nhé. Giờ không up bên Bé Út Chibi Vlog nữa. Còn bên Bé Út Chibi này thì shop chuyên là đăng những video bán hàng nè, những video mà kiểm hàng cho các bạn đặt hàng, những video mà hàng mới, và đặc biệt là phim về búp bê. Bé Út Chibi Vlog thì shop sẽ chuyển qua bên là những cái thử thách vui nhộm. Giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra đơn hàng của ngày 11 tây tháng 10. Và đây là đơn hàng đầu tiên của bạn Lê Thị Nhàn ở Long An, tổng 198.000 các bạn nhé. Đầu tiên bạn Nhàn có đặt một cái hộp. Đây, nó trong cái hộp nó đại loại như vậy nha các bạn nha. Đó, một cái hộp cái combo. Này gọi là combo charm trang trí các bạn. Đó, mở ra. Đó, mình bảo quản. Thì trong đây nó có là 20 cái charm nha các bạn nha. Đó, nó có cái keo nè các bạn. Giờ mình lọt ra mình dán, mình trang trí ở đâu thì tùy ý của mình. Như là trên hộp bút nè, trên cặp nè, trên điện thoại nè, cái này nó bự quá, trên điện thoại thì nó hơi cắn nha các bạn nha. Rồi những cái gì vật dụng gì mình muốn trang trí đó, bình nước đi học đó, và có kèm tặng cho mình thêm là cái cuộn băng keo nữa nè để mình dán thêm đó. Trong đây thì nó là có 20 cái charm nha các bạn nha, mà chỉ có là 46.000 một hộp như này, 200. Cái này thì mình làm được rất là nhiều tiện dụng đó, mình có thể làm charm slam nữa các bạn ha. Charm slam thì nó có nhiều lớp kẹo nè, kem nè, bạn thấy không, rau, trái cây đó, bánh, nó rất là nhiều, tổng là 20 cái lận 46.000 đây nữa, trên hộp này. Xong mình sẽ đậy lại như vậy các bạn nha. Đó, nó có khớp đậy lại 46.000 cái combo charm như thế này. Đó, thêm là một cái hộp bút màu có cái trong trống, 34.000 một hộp như thế này ha, 12 màu nha các bạn. Tiếp theo là bạn đặt một cái đây, hộp bút khủng long. Sếp sẽ mở ra tôi cho các bạn xem. Hộp bút khủng long này thì nó có móc khóa hình khủng long nè các bạn. Đó, rất là xinh luôn. Bạn lấy màu tím ha. Đây có hình bằng khủng long nữa. Thì mình đây có một cái hộp nhỏ, mình đựng những cái giấy nhỏ ấy, hình của mình. Đây thêm một cái hộp nữa nè ha. Tùy mình muốn đựng cái gì thì tùy thích ý của mình. Đó. Và đây, trong đây hộp trong. Ha. Đây. Nó bỏ cái shop này lên cho nó đẹp, nó phồng lên, nó y mình bỏ viết lên. Và đặc biệt nó có thêm cái ổ khóa này nữa nha các bạn nha, ổ khóa mật khẩu đó, ổ khóa mật khẩu, mình dặn mật khẩu lên ha. Đó, đây 85 một cái hộp bút như thế này, 85.000 nha các bạn. Đây là đơn hàng của Vi Hồng Ánh ở Quảng Ngãi. Wow, và bạn Hồng Ánh đặt nguyên một cái hộp quá trời xuất sắc và đẹp luôn. Đây khui ra nè ha, hình trái tim các bạn nhìn thấy không, bạn nữ bạn gái nào cũng thích những chiếc nhẫn như thế này đó, bạn thấy lấp lánh nè. Một hộp như vậy là nó 140.000 nha các bạn. Nó có khoảng 35 chiếc. Mua nguyên hộp thì nó sẽ rẻ hơn nè. Một chiếc bán lẻ như vậy là 5.000, các bạn thấy không? Nó có những hình ngôi sao nè, hình vuông, hình bông hoa. Ở này thì nó có cái trân châu toàn ten nữa nè. Đó, có những chiếc lá toàn ten ha. Đây hạt ngọc trai, đó. Rất là nhiều mẫu khác nhau luôn. Các bạn thấy không? Nhìn rất là xịn sò. Một hộp như vậy nó là 140.000 các bạn ha. Đó. Các bạn xem thấy nó có đẹp không? Và hãy bình luận ở dưới cho anh xem biết nha. Rồi, giờ mình tới đơn hàng tiếp theo. Cho các bạn xem một tí nữa cho kỹ hơn nha. Đó. Bạn nào không biết ấy thì mình tham khảo. Nó có thêm chân màu sắc đó các bạn. Rất nhiều màu sắc. Xong thì mình đậy lại nha các bạn nha. Đó. Đậy lại mình bảo quản. Đơn hàng của Nguyễn Thị Huỳnh Như ở thành phố Hồ Chí Minh. Và bạn Huỳnh Như có đặt đây nguyên một cái vỉ tiền. Đây là tiền mini, tiền đồ chơi, tiền để mình trải nghiệm cho những các bạn nhỏ. Cái này sử dụng cho búp bê ha, này mình chuyên sử dụng cho búp bê. Còn không thì mình tập cho những cái bạn nhỏ mới lớn nè ha, để biết, để cách tiền sử dụng tiền, chơi đồ chơi, đồ bán hàng đó. Thì ở đây là đầy đủ mệnh giá hết nha. Trong một cái bịch nhỏ như thế này nè, là nó có 5 tờ. Một vỉ như bạn đặt như vậy là 20 bịch như vậy đó. Trong đây nó có đủ mệnh giá ngẫu nhiên các bạn. Cái món hàng này là shop bán rất là chạy, những cái mẫu này đó. Tập cho các bạn nhỏ đó, mình tập sử dụng cách tiêu tiền các bạn ha đó. Cũng như là học toán luôn á ha, cộng trừ nhân chia tiền rất là tiện cho mình. 40.000 một vỉ như thế này nha các bạn. Các bạn muốn mua hàng thì hãy gọi điện 0937 899 707
Zalo cũng số điện thoại vừa nãy luôn là 0937 89 707. Facebook trang fanpage là Bé Út Chibi nha các bạn nhé. Còn các bạn mà muốn tham khảo nữa bên Shopee thì bấm là Bé Út Chibi .shop. Trên Shopee shop cũng có cửa hàng trên đó. Và đơn hàng này là của Phan Thị Thái. Đây, Phan Thị Thái, chị Phan Thái ở Hà Nội nè. Và chị mua là 10 cái bịch chanh cào thang. Shop lấy đủ loại khác nhau cho mình luôn. Đó, nào này là chanh cào thang màu xanh ha, Galaxy, voi, gà, bướm. À, này là có khủng long nữa nè. Này các bạn hoạt hình thì nó thỏ trắng đen, này màu xanh. Thì ở trong đây nó rất là nhiều tấm. Một tấm như vậy là có chỉ có 5.000 thôi. Mình sẽ mở một tấm cho các bạn xem nha. Một bịch đó, trong đây như một bịch nó tới là có 5 tấm cái động. Quên rồi. Đó, qua đằng sau nó có thêm tô màu nữa nè các bạn. Thì ngược ha. Đây nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tính là 8 tờ, một sắp như là 8 tờ. Chỉ có 5.000 thôi thì nó có hai mặt luôn. Mặt sau nào, mặt sau này là để tô màu. Các bạn thích tô màu tô này nha. Đó, rất nhiều hình khác nhau luôn. Cũng lông, trái cây, bướm. Đó. Thì mặt trên, mặt chính là canh cào thang. Đây, nó cũng có 8 tấm như vậy nha các bạn nha. Cái này là Galaxy luôn á. Đó, ghê không? Có đủ loại hết nha. Và nó có thêm cái cây tâm này. Nhà nào cũng có tâm này các bạn ha, để mình cào thang. 5.000 thôi, rất là rẻ luôn. Bạn mua là 10 sắp. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video kiểm tra đơn hàng ngày hôm nay. Thì các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và like cho Ngọc Thạch Vai để ủng hộ. Và các bạn đón xem những cái video như là phim về búp bê cổ tích của kênh Bé Út Chibi ha. Đây, hôm nay thì shop sẽ up kiểm hàng trên Bé Út Chibi. Bé Út Chibi thì là chuyên về phim búp bê. Còn Bé Út Chibi Vlog thì nay về làm về thử thách. Chị sẽ làm những thử thách vui nhộn cho các bạn xem. Rồi, bye bye các bạn. Hẹn các bạn video sau.